Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho 30 tập chương trình, kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói thì mỗi con người sinh ra chúng ta đều mang trong mình những số mệnh hoàn toàn khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung niên thì mới có thể giàu lên được. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang rất tò mò về vận hạn của mình trong tháng 2 âm lịch này sẽ có những chuyển biến như sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận trình may mắn trúng số khi bước vào tháng 2 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này sẽ gặt hái được những thành công lớn lao trong tháng 2 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này khiến cho rất nhiều người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần kính trọng. Vâng, và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình thì quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh, ấn chuông và đồng thời like video này quý vị nhé, để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi truyền tải, đó chắc chắn sẽ là những thông tin mà quý vị vô cùng cần. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, tính cách của người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, Đại Lâm Mộc, có phần hướng nội, trầm tính và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng, họ cần có mục tiêu để luôn luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế để lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người thích chinh phục. Trong tháng này, tử vi người tuổi Mậu Thìn rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định, đặc biệt nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu đựng những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi cho mình, dễ mà chịu thiệt thòi. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này khá khó khăn đối với mệnh chủ Mậu Thìn sinh năm 1988. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng cũng không được như ý. Trong tháng khối lượng công việc tăng, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều, sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin, thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất kỳ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa, thì cũng cần phải chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì bạn sẽ càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm cho mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu bạn gặp khó khăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Thìn để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi việc không đến mức đi quá xa.
Trong đầu tư kinh doanh, chớ nên vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ vào sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì một khoản vay, bởi rất có thể bạn sẽ bị lừa đảo. Bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính, cẩn thận trong những hành động bốc đồng. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Mậu Thìn theo tử vi tháng 2 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ Mậu Thìn thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng quá tự tạo nhiều áp lực cho mình. Các quý gia chủ tuổi Mậu Thìn có khả năng mắc bệnh liên quan tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tăm tối ẩm thấp, những nơi u uất tăm tối không nên qua lại, tránh ức chế những chuyện vô bổ, phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên hơn và hơn nữa cần phải tập thể dục, ăn uống có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Các quý gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vợ chồng người tuổi Mậu Thìn thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ sạn nứt. Đôi bên cần phải nhường nhịn nhau và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Người còn độc thân cần phải chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự thì rất có thể người mà bạn thầm yêu mến sẽ đi đến với người khác. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Thìn sinh năm 1988 trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông quý vị nhé. Đó sẽ là cách để cho quý vị ủng hộ kênh phát triển lâu dài. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công.